Đi mua băng cá nhân, thanh niên gặp anh nhân viên vui tính mê diễn hài. Để thử miếng băng cá nhân đi. Ở miếng hả? Đưa cho miếng đi. Ở miếng đúng không? Chắc chưa? Khi cuộc đời thật trớ trêu, thích diễn hài nhưng mà đẩy đưa làm đi bán thuốc tây. Anh nhân viên 49 gặp vị khách mua thuốc 50, rồi cuối cùng ai nhây hơn người đó thắng. Theo đó, một anh trai đến tiệm thuốc tây để mua một vài miếng băng cá nhân. Thế nhưng khi đến đây thì lại gặp ngay anh nhân viên quầy thuốc này có cái tính rất tấu hài, đón khách bằng hành động chất như nước cất. Một tay vỗ mạnh vào ngực, miệng thì dõng dạc to tiếng như mắng vào mặt khách. Tuy nhiên, anh khách cũng không có vừa. Khi mà thấy anh nhân viên lầy với mình, thì ngay lập tức anh cũng nhây lại với một loạt hành động mà khiến anh nhân viên chỉ biết năn nỉ. Thôi, em giỡn. Sao hay vậy quá à? Nhiều. Yeah. Trăm ngàn. Thì tờ chứ thôi. Ủa, gắt lắm hay gì? Con cá nhân gắt lắm hả? Có mấy loại con cá nhân vậy? Có 8 loại rồi. Bữa nay hết rồi, còn đúng loại này thôi. Đâu có chửi cái giọng lớn ngày xưa giờ vậy đó. Thôi nó nghe nè, thương ngưng hơn, nó nghe nè. Thôi nè, 4 miếng tính cho 2.000 thôi. Bình thường là 2.000 4 miếng. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao vợ, xin lỗi được chưa? Nhiều người khi xem cũng phải cười không nhạt được mồm với anh nhân viên. Người ta còn cho rằng nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà gặp anh cười thì khỏi cần mua thuốc nữa. Nice. Một số bình luận đáng chú ý mà dân tình để lại. Ai bị nhức răng qua anh này mua thuốc chăng cười bay cả hàm ra ngoài luôn. May là chỉ là dược sĩ thôi, chứ anh mà là bác sĩ mổ thì chắc bệnh nhân có mà cười lòi ruột ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.